cái mô hình mua cá này. Bên đây thì chuẩn có bên đây này, đặc biệt lắm rồi, 27 con kìa đó, trong này còn ra rồi này. Thôi cho nó chết hết đi rồi mình chạy ghê ta, làm sao cho chuẩn. Mình sẽ xây một cái cảm biến trong này, nếu mà trong này trên một trứng thôi, mình sẽ để trong này một trứng, nếu mà trong trên này toàn bộ sẽ cho ra ngoài và cho nó nhảy tới lúc nào chết. Đó này, mấy con này nào mà chết không á, thì như nó cũng chết á. Giờ mình sẽ cải biến bằng cho đường này đi ra bên này, cho cá nó nhảy lúc nào chết thì nó sẽ được máy này gắp vào chỗ đồ ăn. Còn cảm biến thì mình sẽ nối vào đây luôn, lúc nào mà nó khóa cửa này lại thì tức là nó cũng sẽ khóa khóa chỗ này lại, đúng không ta? Khóa lại thì trứng nó sẽ cho thẳng lên đây, còn lúc nào nó tín hiệu xanh cần có trứng thì cho trứng vào đây, vậy cũng sai. Hiện tại là anh John đã phản khám phá ra hành tinh lửa nên cũng gần này, có mấy ô thôi nên chắc là mình sẽ khai phá luôn. Ở đây mình xây xong rồi, bây giờ chỉ cần cho đế vào là đi thôi. Ở đây mình sẽ phải cần hai tên lửa, một tên lửa cho tụi đế tới, còn một tên lửa để thả mấy cái này xuống. Nhưng mà mình nhớ xây bình thường rồi, hai tên lửa là phải xây bằng thép để mình có vật liệu mà xuống dưới mà xây. Đây mình sẽ xây rất là tinh tế. Đây thêm không gì đây, đây 3 tấn, 5 tấn này, 5 tấn gì, 5 tấn. Cái tên lửa mà để mình dùng để mà thả từ đây xuống thì ở đây mình xây đường ống nước vào chỗ vệ sinh thức ăn giường ngủ và một cái máy để mà bỏ oxy vào. Trong này mình sẽ xây thêm một cục pin nữa. Những thang này thì cũng có gì đặc biệt nên mình chỉ cũng xây đơn giản thôi. Cho một trạm dưỡng khí vào để mà nó lấy cái mũ để nó xuống, nó xây xong bề phóng rồi cho tên lửa xuống và đi chỗ khác thôi. Thằng này thực sự là cũng ở lại lâu dài. Sau khi mình thấy khả năng trong này là hơi ít nước thì mình phá chỗ này, bơm thêm một ít nước này, tại vì sợ ít nước quá nó cũng nóng. Giờ mình sẽ cho một thằng đế vào đây, mình xây lại cửa này để có cái chỗ mà xây trạm điều khiển tên lửa này. Ở đây mình có đồ bảo hộ rồi này, cảm biến cảm đồ giờ mình xây xong hết rồi, nước nôi thức ăn. Giờ mình sẽ cho thằng đế phóng hai tên lửa, bên này chứa 3 thằng, 3 giường rồi, đồ ăn 50 kg vô tư rồi, hai lên 8 kg luôn đây, gần 50 đây, 50 được này. 3 thằng ăn 50 kg cũng hơi lâu. Đồ bên này thì mình để chữa cái kim loại mà mình đem về thôi, thực sự là cũng không cần gì nhiều. Đồ bảo hộ thì đồ bên cao
hay là mình cứ cầm theo một ít đi. Sao đây nó mất gì vậy? Cho chị vào đây đâm kỹ và thành phần công nghiệp là sợi thêm bộ thêm vài cái nữa, lỡ mà cái đồ bảo hộ hư bên cỏ chỗ bên sửa. Hiện tại ở đây là có hai hành tinh mình có thể khai thác được, đó là hành tinh lửa là mình để mình sẽ đi lấy niobium để mà làm vật liệu chịu nhiệt cao, nhưng mà cái đó thì mình phải cần có thêm hiện tại mình cũng chưa cần lắm, nhưng mà chắc chắn sẽ vui, đi làm cái đó sẽ vui. Còn lại lại đôi bên hành tinh nước thì dễ rồi, và hành tinh này trước cái cho vui đi. Mình sẽ cho thằng thằng Quinn còn bên này là sẽ cho ba thằng để đi theo sau luôn. Quinn nó vừa xây xong rồi là thằng nào đấy, Linda xây. Trời ơi, giờ mới có một kỹ năng hả? Khổ ghê. Tao nhờ lại khổ quá đây. Sao chứ cái bấy à? Gì đó? Rồi mình quên bấm oxy vào đây rồi. Lỗi rồi. Rồi giờ mình thay đổi lại đó, mình xây cái này xuống một ô để có cái chỗ chữa cái thông đường đô này, đường tạo để mình xây máy xây tạo này. Mình giờ cho nó quyền bay luôn. Giờ mình sẽ chọn 3 thằng. Mà 3 thằng nó sẽ thời gian biểu của nó chắc chắn là sẽ khác nhau. Cho thằng Nicola này. Nicola ở đây cho thằng ở đây mình cần đào là chủ yếu kỹ năng. Thì đào. Leicester Tartarus với Luma. Joshua Nicola rồi mà. Đá chết này, Tartarus này. Nicola. Cả bài khoan tên lửa luôn. Tụi nơi qua đừng có chơi đó. Khoan. Mình sai lầm nghe. Ta chi rồi. Phải thêm 50 cái thành phần công nghiệp là sợi thêm bồ nữa. Mình cần phải có sợi thêm bồ mới có thể chế tạo đồ bảo hộ được. Chỉ cần bỏ vào phải là cho bay luôn. Mình xây đơn giản thôi chứ cũng cần phải cầu kỳ, cơ bản là tụi đề ăn thức ăn tốt là được. Sao nó chưa đến lên? Cái tên lửa này mình đang là tên lửa số 4 và đi là mấy thằng đào. Rồi tụi này tụi đi khai phá. Mình có hành tinh lửa nhiều rồi nhưng giờ mình thích quá chỗ hành tinh lửa cho vui. Đó.
về tới nhà rồi. Chỗ này hai chu vi là nó được. Rồi như này lực lượng của mình vẫn chưa hoạt động đấy. Không trao thêm hai chu vi nữa. Rồi như phải chỗ này. Phải chỗ này bị tải để xây dây điện lên. Giờ khu vực này là mình sẽ xây một chỗ để mà trồng lúa gạo. Không, chắc là chỗ này. Chắc trồng dưới này đấy. Đường dài nó trồng vui hơn, dễ hơn. Và mình sẽ xây một cái chỗ cửa nước. Và đây trong này mình sẽ làm chân không. Chân không à? Không, cửa nước chân không để không có dao. Không có trao đổi đối với môi trường bên ngoài thôi. Thế thực ra là chỗ này là mình không cần phải chân không đây. Để làm. Để mình thiết kế xong rồi. Sau đây mình sẽ đây như vậy. Để đây mình xây hơi rộng đấy. Xây xuống tới đây. Xuống đây luôn này. Cái này sẽ lên ở đây. Qua đây luôn này. Đặt rồng rồi. Nào. Như vậy. Ở đây đổ một cái nhiều là được rồi. Phía bên ngoài này mình phải xây chỗ tô bin để mà làm mạng. Tên lửa của mình đã vào quỹ đạo rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu. Cái này là thả 3 thằng xuống. À, lưu game này. Có lỗi gì mình không quay về được. Ô chết rồi. Thả thêm vài đứa nữa. Chết rồi. Quên cho mặc đồ bảo hộ rồi. Rồi, cái thảo này mình sẽ cho thằng Quinn mặc đồ bảo hộ. Quinn mặc đồ bảo hộ của cái đã. Rồi. Giờ tiếp theo, bước tiếp theo là mình thả thằng Quinn xuống. Rồi phải này. Thợ mỏ cao cấp à? Kỹ năng Quinn thợ mỏ cao cấp.
ta lại xây lên một cái. Đây, mình sẽ phá đây hai ô. Xuống dưới giờ mà rớt xuống dưới mắc ma này chết ngắt, không có đường thoát luôn. Bên lửa mình chọn thằng Quinn tại vì nó sẽ nhắn đấy. À. Chiều cao của tên lửa này vượt quá không gian có sẵn trong bài đặt. Sao chả? Bà bảy ô mà. Sao lại vậy đó? Bảy mà chết mẹ nữa rồi, giờ phá ra mà sao xuống lại cái thẹp lên. Đó đâu ghê, xây gãy ở đây được đó. Còn Quinn vào nha, nó sắp chết rồi. Hiện tại á là rồi giờ mình sẽ cho tụi đào xuống. Tại vì đây mới còn đi ạ, bị kêu bị ôm này, mình sẽ đào từ hướng trên này xuống cho nó dễ. Để phóng xa cáo lắm. Đào chỗ này. Hai cái tài hoa ăn rồi. Mình sẽ xây, tập trung xây chỗ này. Chỗ này chỗ mình đang xuống dưới này.
Rồi giờ bắt đầu đào xuống đây. Mình đã thấy một ít niobium này, này mình sẽ đào cho nó lên để đây có mặt rồi nữa, chắc chắn là nó rồi. Vậy nó cũng dễ đó, gần này cũng khỏe. Trên nó nằm ở trong magma này bắt đầu khó xử lý, ở trong này thì dễ hơn chút. Rồi đây có oxy ta, hiện tại mình đã lấy được 900 kỷ niobium rồi. Để làm giảm nhiệt thì chỉ có cách là xây lên rồi mình phá là bị nhiệt lượng trong nó sẽ bị giảm. Còn cái này mình từ từ sẽ quay lại để đồ sau. Còn này sao đấy, giờ có tác dụng chứ cả. Thôi nhớ cơ bản là giờ mình về đã. Trong lúc đó thì mình lấy mấy từ này xây tiếp gạch lên thế này để che bức xạ. Tụi robot này hiện tại nó mất tác dụng rồi nên cứ tìm việc cho nó làm thôi để chi phí ha. Giờ cái cửa này mình quên phá này, 100 ký. Rồi như vậy. Xây thêm hai cục. Đó, tôi đây là sẽ xây như vậy để chống bức xạ. Chứ nó có thời gian pin còn cả động mà không có tác dụng để làm gì.